Thưa quý vị và các bạn, cách đây 76 năm, ngày 9 tháng 11 năm 1946 là thời khắc lịch sử trọng đại, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1 thông qua. Ngày 9 tháng 11 với ý nghĩa trọng đại mang tính biểu tượng sâu sắc đó đã được Đảng, Nhà nước lựa chọn là ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp năm 1946 là dấu mốc lịch sử, là một chiến thắng pháp lý vang dội của nhà nước non trẻ, là kết tinh ý chí của dân tộc, đồng thời là nền tảng pháp lý xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 3 tháng 9 năm 1945, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định việc xây dựng một bản hiến pháp dân chủ là một trong những nhiệm vụ cấp bách. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới dân tộc Việt Nam đã có mọi quyền tự do. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới phụ nữ Việt Nam đã đứng ngang quyền với đàn ông để hưởng chung một quyền tự do của một công dân. Hiến pháp đó đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa cấp dân tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết công bình của các giai cấp. Tháng 11 năm 1945, bản dự thảo hiến pháp được công bố cho toàn dân thảo luận và được ý kiến tham gia đóng góp của hàng triệu người Việt Nam. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội khóa 1 kỳ họp thứ nhất đã thành lập ban dự thảo hiến pháp gồm 11 người do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngày 9 tháng 11 năm 1946, Quốc hội đã thông qua bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với sự nhất trí của 240 trên 242 đại biểu dự họp. Và đây chính là bản hiến pháp đầu tiên khẳng định nền độc lập, khẳng định ý chí của toàn dân tộc Việt Nam. Hiến pháp này nó góp phần vào để bảo vệ vững chắc cái nền độc lập và đồng thời mở ra cái hướng phát triển đất nước trong tương lai. Đấy. Và xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, xã hội dân chủ, xã hội phồn vinh. Thế thì do đó nó phải kết tinh ý chí của toàn dân. Ý chí của toàn dân này đã được thể hiện trong cuộc cách mạng tháng 8 vùng dậy để giành độc lập nhé. Nhưng mà nó cũng thể hiện ở ngay trong bầu cử quốc hội. Hiến pháp năm 1946 đã toát lên hình thái của nhà nước pháp quyền, nhà nước do dân, vì dân. Đặc biệt quyền con người cũng được đề cao trong hiến pháp này. Hiến pháp năm 1946 thể hiện rất tương đối rõ, khá rõ cái tư tưởng pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà người lãnh đạo để thực hiện thì trong đó có khuyên rất rõ ràng, có một cái nội dung rất rõ ràng, đó là gì? Thứ nhất là quyền con người, còn bảo vệ quyền người. Cái thứ hai là gì? Phân công rành mạch quyền lập pháp do Quốc hội, quyền hành pháp, hành chính nhà nước do Chính phủ và tư pháp là do tòa án. Hiến pháp 46 đã nêu rất rõ tất cả mọi quyền bính đều thuộc về nhân dân. Đấy là cái nguyên tắc bất di bất dịch. Thực thi cái quyền tự do dân chủ rất rộng rãi và căn bản. Thí dụ như là tất cả mọi người đều được tham gia bầu cử nếu từ 18 tuổi trở lên và tham gia ứng cử từ 21 tuổi trở lên. Cái quyền về chính trị là như thế. Cái tư tưởng về quyền con người và quyền công dân nó được hình thành từ năm bản hiến pháp năm 1946 và nó được thể hiện xuyên suốt, nhưng mà ta chưa có ghi nhận và tuyên bố bằng thể, bằng hiến định rõ ràng, bằng quy định hiến pháp, thì chúng ta chỉ nói là quyền công dân thôi. Hiến pháp năm 1946 đã mở đầu cho chiều dài dòng lịch sử lập hiến. Sau bản hiến pháp này, Việt Nam còn có 4 bản hiến pháp. Tư tưởng về quyền con người cũng dần được hình thành qua các bản hiến pháp. Nhưng phải đến hiến pháp năm 1992, quyền con người mới được ghi rõ trong hiến định. Và đến hiến pháp năm 2013, từ một điều luật của hiến pháp năm 1992, nâng lên thành một chương. Đó là chương quyền con người và quyền công dân.